Mọi người đi, tôi đi, bỏ mặt tôi đi. Mẹ à, hẹn gặp lại. Nếu có kiếp sau, cây mau chúng ta vẫn luôn bên nhau nha. Ôi cái đó, đừng cái đó đi. Đừng, cái đó, đừng. Ôi ơi, rồi xong cái đó chết luôn rồi. Cái đó. Ok và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Yeah. Ông ngủ hả? Trời này thì ngủ này. Thôi ơi, giờ ok thì trong tập trước á thì nãy ông dịch anh dịch từ trên không trung rơi xuống rồi. Anh dịch trời mà. Đó thì hôm qua anh em nhớ không? Trong cái tập trước á, mình với lại Timmy với lại anh Vịt đã đi xuống một cái tàu cướp biển và đã tìm ra thấy được một cái quyển nhật ký của thuyền trưởng. Thì trong quyển nhật ký đó có nhắc đến một cái loại báu vật gì đó mà hình như là anh Vịt Trời đã kiếm được cái loại báu vật đó, cho nên anh Vịt Trời đã trở nên tàn ác. Và tiếp theo nữa là sao ta có thể phân thân được nhiều người hơn. Và thế nên là bọn mình muốn muốn đi tìm thử cái món báu vật, cái món báu vật là cái gì. Mà nghe đâu hình như trong quyển nhật ký nói là ông thuyền trưởng ổng đã đưa cái món báu vật đó cho gì ta, cho một cái tên thủ lĩnh của một cái bộ tộc rồi. Cho nên bây giờ hôm nay mình với lại anh Vịt với lại Timmy sẽ đi tìm cái bộ tộc ăn thịt người đó nha. Bộ tộc ăn thịt người luôn nha anh em, chứ không phải bình thường đâu. Đó thì lần trước mình với anh Vịt với lại Timmy đi kiếm được cũng được một số đồ. Thì ở đây mình có cái đầu rồng nè, mình sẽ thử mình trang trí cái đầu rồng bằng cái viên ngọc lục bảo cho mọi người xem nha. Đây đó, bây giờ mình sẽ để nó đâu ta, để nó ở chỗ nào cho đẹp đẹp đi. Thôi mình để nó lên khối kim cương này. Đây đó, hai lớp luôn. Đi ra đó, rồi xong mình sẽ đặt cái này lên. Ôi được rồi, ôi đây nó chi nhiều vậy, nhiều quá. Đặt cao vậy để cái nữa đi, ít thôi. Ôi ít thôi, đừng đặt cao quá. Rồi xong giờ đập ra sao? Ôi làm thêm một lần nữa. Trời ơi Timmy là hay phá nè, mãi nhiều tiền quá. Rồi đó, bây giờ mình sẽ thử rồi. Rồi xong té luôn. Mình sẽ tự nhiên cái ông Timmy đặt kiểu này cho hơi kệ đi, chứ mình sẽ lấy cái cúp mà đập sau. Giờ mình có mỗi cái ra lên. Rồi đập lấy đó rồi luôn. Mọi người nhìn thấy không, nó chiếu lên một cái ánh hào quang rất là đẹp luôn nè. Hồi quá đẹp, đầu rồng màu tím mới đẹp. Ủa nhưng mà cái này nó màu xanh, nhưng mà ủa nè anh em nhìn nè. Hồ thấy không, người của mình đang tỏa ra ánh hào quang. Trời ơi mình đẹp trai phải nồi. Con đầu đang liếm bông hoa không vô văn quá. Ủa đẹp không, đẹp không đó, quá đẹp luôn. Thôi mấy người vô văn quá quá. Thôi ok, bây giờ bọn mình sẽ đầu đi tìm cái làng của bọn thổ dân ăn thịt người nha. Thì Timmy chính là hoa tiêu của mình. Timmy hãy dẫn đường đi, nhanh lên, đi nhanh lên. Qua bên này nè. Ok, đi thôi. Ơ bên nhanh mọi người ơi, lẹ. Trời ơi đi kiếm có cái làng rồi. Chết đuối gì trời. Ủa anh có đồ ăn hả, cho em xin miếng đi. Đâu vừa lúc rồi con cãi xong anh đại á. Trời ơi đi kiếm cái làng thổ dân này mệt vãi. Hồi có cái hang nè mọi người, đi lên đây đi cái hang nè. Timmy rồi, Timmy xuống đây. Timmy trên này có gì, trên đó có gì, sao lên được. Từ để coi đường nào lên. Rồi sao bả điều này nè, sao lưng tôi. Ôi cái cây đẹp quá, cái cây đẹp quá. Nào bên kia kìa, quái vật anh ơi, quái vật kìa. Nó tối giờ có mấy lần mình luôn á, cho cái chày chắc đầu mình chắc nát đầu luôn á. Ủa mà sao tự nhiên mình đi kiếm làng thổ dân mà cũng gặp có giật ở đây nữa vậy? Chắc mấy thằng này là mấy thằng thổ dân ở làng đấy mà mỗi tội đem mặt nạ hay làm gì à? Thôi giờ chúng ta phải xử lý mà nó luôn rồi chứ sao? Hay là quen từ trước khi mình xử lý mà nó, mình phải lại gần xem mà nó có quýnh mình hay không có đã chứ, thôi mình gây sự người ta là kỳ lắm. Ok bây giờ Phong đi chơi đi. Dạ đi em. Hello mọi người, what your name, where are you do now? Đánh em kìa, đánh em kìa. Đánh em kìa. Từ em dính cù lấy thịt ăn cái đây, em đói rồi. Cái này quá đáng quá. Thôi giờ là không cần bạn bè anh em nữa, xử lý với nó luôn. Thôi Phong mọi người, Phong tính làm bạn với nó luôn rồi. Ê từng người chém thôi, lao là bay hết lên rồi. Ôi rồi xong, em chém hụt rồi. Thôi đặt bên tay luôn. Này thì tấn công. Này thì chết. Đây chém con này, chém tung con này. Mày ôi sao kìa. Này thì đánh tao đi. Ôi trời, còn mấy con nữa này nè, đập nó luôn. Dùng skill. Chém một con bay lên tận long nha. Ôi con này đúng thuốc lắc sao nè anh, lắc nè. Ôi sao vậy? Biến luôn đi. Rồi chết luôn rồi. Đi đó. Ôi con sao lên được kìa. Ủa cái hồn gì kìa.
Ơi còn còn Timmy ra đây Timmy, trời Timmy bị chết hả? Tôi mới chết, Nè nè, kim của bà này, kim của bà này. Phong nhìn này đây. Ủa cái này gì vậy? Cái gì sao anh? Cái gì vậy? Ờ kệ anh chắc không có gì đâu. Ủa mà cái nhà bự quá anh ơi. Hả? Ủa, cái này là cái gì nè? Ê, tôi lụm cái này nha. Hả? Thôi để đó đi. Để mà cái tôi không biết cái gì nè. Ê, mình đi về ơi, mình vô nhầm khách sạn rồi. Chắc cái này là cái khách sạn của ta rồi, thôi mình về đi. Ủa không được. Không được. Em nghĩ là cái chỗ chắc là chỗ của bọn thổ dân anh thì từ mình cứ xem thử coi cái này là gì hay là từ. Đó bây giờ mình sẽ vô mình thăm thử cái này cái gì cái nè. Thôi bây giờ mình lỡ mình vô thử căn phòng coi không biết trong đây có gì không ha. Ai vậy? Đừng đá tôi. Ủa cái gì cái này gì vậy? Ê, em cũng không biết nữa, tự nhiên tối em đang ở trong wall của team cái tự nhiên sáng ra nó vậy. Ủa mà nhìn cái này giống y hệt một cái lồng nhốt TL bên. Ủa chơi ở trong cái dung nham đó kìa. Bên trên dung nham đó kìa. Trời ơi cái này mà đổ xuống cái là TL trở thành người quay sữa luôn. TL không còn TL nữa. Ờ để xem. Mà cái này. Ủa phải từ mọi người im lặng coi, hình như em nghe có tiếng gì đó phải. Cứu tôi ra với. Xin chào bộ bá đạo, ta chính là vịt trời đây. Đêm hôm qua ta vừa mới đi bắt một số thành viên của Dango Team về để nhốt vào những căn phòng này. Và nhiệm vụ các ngươi đó chính là hãy giải cứu bọn chúng. Nếu không thì bọn chúng sẽ chết. Trong căn phòng này cũng khá là đơn giản thôi. Ngươi chỉ cần trả lời đúng câu hỏi ta để ở trên bảng. Nếu như trả lời sai thì từ từ dung nham sẽ chảy xuống đầu của tên TL kia và khiến cho hắn ta bị thiêu cháy đến chết. Ôi mọi người ơi, em vừa nghe thấy một cái tiếng của tên nào đó, hắn ta tự nhận là so vậy đó, em không biết nữa. Hắn ta kêu là hắn ta là so gì vậy? Hắn ta kêu là hắn ta là một trong những cái nhân vật kinh dị. Im lặng, hắn ta nói là hắn ta là một trong những cái nhân vật ở trong một cái bộ phim kinh dị hình như là Lưỡi Cưa gì đó. Hắn ta kêu là hắn ta muốn bắt những thành viên trong Dango Team của bọn mình lại để làm một cái bẫy để giống như là mua vui cho hắn vậy đó. Thôi bây giờ ở đây hắn ta kêu là mình phải trả lời câu hỏi, nếu mà trả lời sai á thì TL sẽ bị chết chắc luôn mọi người. Rồi xong. Trời, mình có làm gì đâu trời. Đây đâu mọi người im lặng, bây giờ chúng ta phải tìm, phải coi đâu câu hỏi là cái gì đã. Vì Dango Team có bao nhiêu người hả? Ở đây có những con số nè, mình trả lời sai là chết á. Phải từ em nghĩ coi. Dango Team hả? Đây, mình nghĩ coi. Hay không? Hay không? 18 này tôi sai rồi. À, nó mất một đất kìa. Dũng nhà gãy xương kìa. Mọi người im lặng, mọi người lặng, để em nghĩ coi. Chắc không phải 18 thì chắc là 10 người ha, em bấm 10 người coi. Sai luôn rồi. Còn có một cái à. Mọi người bình tĩnh nha, đừng có bấm đấy em. Hay là không, tính đi. Còn có một đất nè. Mình nhiều người lắm, không phải 18 này là 20. Nhiều hả? 20 hả? Ok. Đừng để bấm 20. 20, 3 người đâu đây. 20 nha, 20. Ơi đúng nè. 20. Ơi đó nó mở cái đường nè. Ôi cần gạt. Ôi cần gạt. Ôi cô. Đi ra. Thôi. Ôi giờ thử. Ê, mình thử mình bấm sai coi. 20 nè. Ôi trời, giống nhanh chạy xuống. Trời ơi, TL chết chắc. Trời ơi, thành TL chọc đầu luôn. Rồi, mày quá. Ok thôi được rồi, bây giờ mình cứu TL. Ông chạy đi. Đừng có ở đây, chạy đi. Bây giờ mình thử mình qua căn phòng tiếp theo coi, nhiều khi là các thành viên trong Dango Team còn bị bắt trong những căn phòng tiếp theo. Mọi người đi nhanh. Đi. Ok, giờ chúng ta qua căn phòng thứ hai nè mọi người ơi. Không biết căn phòng mình sẽ là người nào, thành viên này trong Dango Team này, đi vào xem coi. Để tôi coi. Ủa, Huy nè. Huy đốt nè. Huy. Ủa sao bị nhốt đây vậy? Tôi không biết nữa. Hồi sáng tôi dậy là tôi đã ở đây rồi. Trời ơi, quên mày rồi. Chắc là lại là cái tên đó rồi. Cái thằng kia nó bắt luôn một lúc quá trời thành viên của anh Go Team luôn. Bây giờ là làm cách nào để cứu Huy ra đây? Ủa có cái gì đây? Có cái gì nó đó cả. Không ổn được. Sao quá. Cái nút sai vậy sao ấn? Ở bên trong đây có gì? Ơi có cung nè. Trong đây có cung nè. Ủa cái này làm gì? Chắc là bây giờ chúng à đúng rồi, bắn trúng cái đó thì chúng ta sẽ mở được cánh cửa để cứu Huy sao á. Huy để tôi tí nha. Để tôi tí. Ờ đem thử cho từ từ. Ngắm nè. Bắn nè. Dính không? Ôi dính nè. Ôi cần gạt nè. Ôi ra. Ôi ra Huy rồi chạy đi. Chạy đi Huy. Bên đây nè, chạy đi. Đường này. Chạy đi. Ok, bây giờ mình qua căn phòng tiếp theo coi, không biết còn ai không. Đi.
Ủa giờ lại. Ủa cái đó. Cái đó nè, cái đó nè. Sao sao mấy em tìm thấy trời ơi. Ôi ơi. Ơi khoan 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 mọi người em lặng, hình như em nghe được cái tiếng của so sao kìa. Để xem đi thôi. Có lẽ ta đã quá xem thường ngươi rồi Phong à. Nhưng mà lần này ta sẽ không để cho ngươi vô cùng một cách đơn giản nữa đâu. Thì cái 7 lần này ngươi phải kiếm đủ số cần gạt để có thể mở hết cánh cửa kia trong vòng 30 giây. Nếu mà sau 30 giây ngươi không mở được để giải cứu tên Chiron, thì ở trên đầu hắn ta sẽ có một đống laser đó sẽ chiếu xuống và sẽ cắt tên Chiron ra thành trăm mảnh. Hắn ta sẽ chết cực kỳ đau đớn. À thì ra em hiểu rồi mọi người ơi. Thì cái bẫy là như thế này nè. Thì bây giờ trong vòng á là một cái thời gian ngắn, chúng ta phải kiếm được đủ hình như là để coi 1, 2, 3, 4 4 cái cần gạt để mở những căn phòng này để... À chết cái đó chưa. Chúng ta phải kiếm được đủ Im lặng. Chúng ta phải kiếm được 4 cái cần gạt để mở 4 cái cửa này để cứu Chiron ra. Nếu không thì cái laser ở bên trên sẽ chiếu xuống và Chiron sẽ chết. Đây chính là ví dụ điển hình. Rồi, ok bây giờ đi kiếm đi cần gạt ở đâu. Hình như mình không được lấy cần gạt này, mình mà gỡ cần gạt này ra là cái là dễ chiếu xuất liền. Mọi người đi kiếm đi. Cần gạt ở trong phòng này hả? Dạ đúng rồi, mấy cần gạt trong đây nè. Ở dưới đây có em. Chỗ nào anh? Đây nè, yên mất người dưới. Ở dưới đây có không? Ok một cái rồi. Đặt vào. Ok cái còn. Ôi từ đem coi. Ồ có hả? Đâu. Con gà đi ra, con gà vô chân quá. À đây, đâu Timmy. Đặt vào. Đặt. Ở dưới đất nè. Đặt ở dưới đất á. À đúng rồi. Ôi. Ôi anh vịt chui chuồng gà chứ anh vịt. Ôi đặt. Đi ra cho ta kiếm đồ. À nè, có thêm cái đường gì nữa nè. Ồ, à thêm cái cần gạt nữa. Rồi ba cái cần gạt nữa, sao đơn giản vậy ta? Sao cái bẫy của Chiron đơn giản vậy? Ok. Ủa, cứu, trời đơn giản cứu lẹ đi dân chơi. Còn cái nữa đâu, trời ơi, kiếm đi mọi người. Hình như nằm đâu trong mấy cái khe này đó nè. Đâu còn cái khe nào đó không, mình chưa kiếm nè. Ê, tôi nói nghe nè. Hả, sao? Tôi nghĩ ra rồi. Tức là bây giờ mình sẽ phải lấy cái này ra. Và sau đó mình sẽ chạy thiệt nhanh vô. Mình mở cái cửa cho Chiron và Chiron đi ra. Không được, mình mà lấy cái này ra cái laser nó sẽ kích hoạt ngay lập tức luôn á. Mình đi kiếm đi, phải đi tự đi kiếm đi. Xong rồi. Nè. Sao anh? Nè, xong rồi. Anh giết hết gà rồi. Trời ơi, giết gà, đưa thịt gà cho em chơi. Em đã cần thịt gà. Ôi, em thấy có gì ở đây nè. Hình như có gì ở đây nè. Phải từ em coi. Ôi, đây coi. Hình như có gì ở đây nè. Ôi, đi ra, đừng đẩy em. Hình như em thấy có cái đường. Đừng có đẩy, đi ra. Trời ơi, đẩy hoài. Để kiếm. Bấm vô cái đường. Trời ơi, có cục len nè. Đặt cục len vào lên. Ui, hải dụ, thanh niên này hải dụ, đặt cái đường ngoài luôn chứ. Ôi, ok, sắp cứu được Chiron, này. Ôi, đi ra ngoài, Chiron, đi ra ngoài. Trời ơi, cảm ơn mọi người nha. Ôi, nhìn kìa, cái tia laser kích hoạt kìa, phải nói thật, trời ơi, Chiron mà ở trong này. Trời ơi, game này dễ. Chiron mà ở trong này, cái tia laser kích hoạt, cái là Chiron ba coi như là bị biến thành, biến thành mấy khúc luôn. Ok, thì bây giờ mình đã cứu được Chiron, nó là cứu được ba người rồi. Chắc không biết giờ trong căn phòng này còn ai không? Đi về ơi, hình như có ai nhảy trong đó kìa, đi vô. Ủa có ai nhảy dẫu nữa? Ủa cái này là gì đây? Ủa sao nó đang chạy từ từ nè? Ủa Simmy hả? Có sao vậy? Mọi người ơi, có gì nó chạy nè mọi người. Cái dây điện nó chạy gì kìa. Ủa gì kìa? Ơi chạy kìa. Ở dưới kia kìa. Hả gì vậy? Ơi có cần gạt không chứ? Ơi hay là từ hình như em nghe được cái tiếng của tên So thì phải. Tên Phong kia, ta nghĩ là ngươi đang rất là vui khi mà ngươi thấy được ngươi đã cứu được gần hết tất cả mọi người đúng không nào? Nhưng mà không đâu, cái 7 lần này ngươi sẽ phải hy sinh một người và sẽ có một người chết. Ngươi có nhìn thấy không? Một cái mạch điện nó đang chạy và trong vòng 60 giây trên đầu của ngươi sẽ xuất hiện một đống lava sẽ chảy xuống. Thì nói chung thì cái này cũng khá là đơn giản thôi. Ngươi có nhìn thấy kế bên chỗ ngươi có một cái hố dung nham đó không nào? Thì ở dưới cái hố dung nham đó có một cái cần gạt. Chỉ cần ngươi hy sinh một người nào đó hoặc là chính ngươi nhảy xuống cái hố dung nham đó và bật cái cần gạt đó lên thì có thể giải cứu được mèo Simmy. Còn nếu không á thì các ngươi cứ chạy đi để cho dung nham chảy xuống và giết chết con mèo Simmy này. Còn không thì các ngươi hy sinh để cứu nó cũng được. Nhưng mà ta nghĩ là một thằng con trai như ngươi không nỡ đứng nhìn một đứa con gái bị giết chết rồi đúng không nào? À,
trời ơi mọi người ơi, kỳ này là nguy cấp rồi. Thì mọi người nhìn thấy ở trên trần nhà không? Ở trên nhà hắn nói là có một đống dung nham trên đó. Và sau khi mà cái dây điện này nó kích hoạt tới nơi á, nó kích hoạt tới nơi thì một cái đống dung nham, thì một cái đống dung nham sẽ rơi xuống. Và lúc đó thì tất cả mọi người trong đây á, là một người phải hy sinh nhảy xuống cái đống dung nham này và bật cái cần gạt này lên. Bật cái cần gạt này lên để cứu được Simmy. Còn hai là chúng ta có thể chạy đi và bỏ Simmy ở lại để Simmy bị dung nham chết luôn. Vậy xuống thì cũng chết à. Thì nhưng nếu mà bây giờ mùa một á là bọn mình bỏ mặt Simmy ở đây luôn, còn hai là một người nó phải hy sinh để cứu Simmy. Chúng ta không thể làm thế được, cô bây giờ chúng ta phải quyết tâm thôi. Thôi đi vậy. Dạ sao ơi, ôi trời ơi, có cây hay quá vậy. Hả hả, sao Caron sao gì? Cái chuyện gì? Đừng cãi nhau nữa. À sao? Sao? Tôi đã quyết định rồi. Hả? Đi vậy tôi sẽ là người hy sinh. Ôi không được. Không được. Ông nhảy xuống đống dung nham này là ông chết chắc luôn á. Mọi người đi thôi, em bỏ mặt tôi đi. Simmy à, hẹn gặp lại. Nếu có kiếp sau thì mong chúng ta vẫn luôn bên nhau nha. Ôi cái đó, đừng cái đó đi. Đừng, cái đó, đừng. Ôi, rồi xong cái đó chết luôn rồi. Cái đó. Ôi rồi giờ sao? Ôi có cái đường dưới đây nè. Ôi có cần gạt nè. Nhanh cứu Simmy rồi, chạy nhanh. Chạy. Đi. Cái đó chết rồi. Đi. Cởi đi, chạy đi. Mình sống là mày rồi. Chạy. Ôi trời ơi, hát rồi mọi nhà nè. Mọi người ơi. Đây là tôi có người được cứu sống mà khóc quá trời đất. Không. Cái vùng đất này của Phong á là có nhiều điều kỳ diệu lắm. Có thể là cái đó sẽ được tái sinh từ một nơi nào đó chẳng hạn. Hoặc là được hả? Đúng rồi. Tôi sẽ không bỏ qua cho cái tên anh vịt trời đâu. Hắn ta đã xây những cái bẫy này, tôi cá chắc luôn á. Thì tôi nghĩ là trong tập sau tôi, nếu mà các bạn nào muốn mình hồi sinh Cairo thì các bạn hãy cho mình hãy comment để cho mình biết nha. Mình có thấy tội. Đúng rồi, chúng mình phải đến lông heo để hồi sinh. Mình thấy cũng tội cho Cairo quá. Gì muốn cứu hơn mình. Ơ lộn, gì muốn cứu cứu Simmy. Hả sao? Ông nãy vừa ra khỏi nhà kêu là thôi bọn mình còn sống là may lắm rồi. Ủa vậy anh quan tâm cho đâu? Thì bình thường là vậy nữa chứ bọn mình cũng chết. Ê cái nói gì nữa, chị lại muốn chết hết hả? Trời. Thôi nhưng mà giờ lỡ thì cây Ron đã hy sinh vì Simmy rồi. Đúng là cây Ron thích lộn yêu Simmy thiệt. Thôi nhưng mà không sao đâu. Thôi mà nói chung thì cảm ơn anh em đã xem tập này. Và nếu như mà anh em muốn mình hồi sinh Cairon thì hãy cho mình biết ý kiến nha. Ok bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye. Nhớ đăng ký ủng hộ cho những thành viên trong Đan Go Team nha. Tội nghiệp Cairon quá.